Người phát ngôn Bộ Công an Trung tướng Tô Ân Sô thông tin, theo báo cáo của Công an tỉnh Đắk Lắk, sáng 11 tháng 6 tại huyện Cư Cui đã xảy ra vụ việc một nhóm người chưa xác định danh tính đã dùng súng tấn công trụ sở công an xã Ea Tiêu và Ea Cơ Tua, làm chết và bị thương một số công an xã, cán bộ xã và người dân. Hiện Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Đắk Lắk các đơn vị nghiệp vụ triển khai vây bắt nhóm đối tượng. Bộ Công an đề nghị bà con huyện Cư Cui và các địa bàn lân cận bình tĩnh, không hoang mang, cần thực hiện theo yêu cầu của chính quyền cơ sở và các lực lượng chức năng. Nếu ai có thông tin liên quan đến nhóm đối tượng, đề nghị cung cấp ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất. Sáng 11 tháng 6, Bộ Công an thông tin vào ngày 9 tháng 6, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự nhận hối lộ xảy ra tại Thái Nguyên và một số tỉnh thành phố, đồng thời ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Trần Tùng, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên. Quyết định được thực hiện dựa trên căn cứ kết quả kiểm tra xác minh làm rõ các hành vi có dấu hiệu sai phạm của một số cá nhân tại bộ ngành địa phương và doanh nghiệp được tách ra từ vụ án đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Bộ Ngoại giao, thành phố Hà Nội và các tỉnh. Trước tình hình số ca ngộ độc thực phẩm do vi sinh vật gây bệnh và độc tố tự nhiên trong nấm độc, côn trùng, cây, quả rừng, thủy hải sản gây ra gia tăng, ngày 10 tháng 6, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố, Ban Quản lý An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Bắc Ninh đẩy mạnh tuyên truyền về an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm, bệnh lây truyền qua thực phẩm để nâng cao trách nhiệm chuyển đổi hành vi mất an toàn thực phẩm, hướng dẫn các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, người tiêu dùng tuyệt đối không sử dụng gia súc gia cầm chết do bệnh, chết không rõ nguyên nhân làm thức ăn hoặc chế biến thực phẩm, tuyên truyền để người dân không thu hái, đánh bắt, kinh doanh sử dụng nấm độc, côn trùng lạ có độc tố, cá nóc, so biển, ốc lạ, cây, quả lạ. Trước đó, ngày 10 tháng 6, Bệnh viện Bãi Cháy Quảng Ninh tiếp nhận điều trị hai bệnh nhân bị ngộ độc ở thị xã Quảng Yên, nhập viện trong tình trạng nôn, khó thở, hôn mê sâu, suy hô hấp, tiên lượng nguy hiểm do ăn con so biển nướng. Cùng ngày, khoa cấp cứu bệnh viện Nhi Đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận bệnh nhi bị ngộ độc sau khi ăn nấm mọc từ xác ve sầu. Theo đó, em T ngụ Đồng Nai mang nấm mọc từ xác ve sầu lấy ở phía sau trảy vào chế biến thành thức ăn, rồi cùng ăn với mẹ thì bị đau bụng, chóng mặt, nôn ói. Ngày 11 tháng 6, Công an huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn tiến hành tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Đàm, 53 tuổi, ở xã Vũ Lăng để điều tra về hành vi giết người. Theo hồ sơ vụ án đầu năm 2022, Đàm mua nợ phân bón của bà TT, 41 tuổi, với số tiền 6 triệu đồng. Ít lâu sau, đối tượng còn vay thêm bà TT 4 triệu đồng tiền mặt. Tổng số tiền Đàm nợ bà TT là 10 triệu đồng. Lâu quá không thấy Đàm trả nợ, chiều 9 tháng 6, bà TT đến nhà Đàm đòi tiền. Tuy nhiên tại đây, giữa hai người đã xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến việc Đàm lấy dao đâm liên tục vào người bà TT, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Gây án xong, Đàm đến trụ sở công an đầu thú. Ngày 11 tháng 6, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa cho biết phòng phòng chống ma túy và tội phạm của đơn vị và biên phòng cửa khẩu cảng Nghi Sơn bắt quả tang hai đối tượng có hành vi mua bán trái phép vật liệu nổ. Trước đó, tại thôn Nam Sơn, xã Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, lực lượng chức năng phát hiện và bắt quả tang Trần Thị Ngọc sinh năm 1981, ngụ thôn Trung Sơn và Nghiêm Thị Hùng sinh năm 1985, ngụ thôn Nam Sơn mua bán thuốc nổ trái phép với tang vật bị thu giữ gồm có 10 kg thuốc nổ công nghiệp, 500 kíp nổ, 2 điện thoại di động và một xe máy. Khoảng 7 giờ 10 phút sáng 11 tháng 6, ô tô đầu kéo biển kiểm soát 75H01355 kéo theo semi rơ móc do tài xế Trần Văn Tuân sinh 1973, trú tại thành phố Huế, điều khiển theo hướng từ cầu đùi khi đến km 9 567 quốc lộ 9 tuyến tránh Bắc Đông Hà, đoạn qua khu phố 4 thị trấn Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, thì xảy ra va chạm với xe máy biển kiểm soát 74F20260 do chị TL sinh 1954, trú tại thôn Bích Giang, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, điều khiển cùng chiều. Hậu quả vụ va chạm khiến chị TL tử vong tại chỗ. Sau khi gây tai nạn, tài xế ô tô đầu kéo tiếp tục điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường. Chỉ đến khi người dân cùng các lực lượng chức năng truy đuổi ngăn chặn đến km 13 200 quốc lộ 9 theo hướng lên cửa khẩu Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, thì tài xế mới chịu dừng xe lại.